Chuyển sang thông tin về một số hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 28 tháng 1 đến 15 tháng 2, tại phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc gắn với các phong tục cổ truyền với chủ đề Tết Việt, Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022. Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 1 đến 15 tháng 2. Tham gia chương trình, công chúng và du khách được trải nghiệm không khí xuân xưa với nhiều hoạt động trưng bày, sắp đặt và giao lưu văn hóa như Tết Việt 2022, Hoa Thủy Tiên và Những Người Bạn, gói và luộc bánh chưng trong không gian bếp cổ truyền, trưng bày gốm bụt chào xuân, sắp đặt nghệ thuật ánh sáng. Các hoạt động diễn ra tại nhiều không gian văn hóa truyền thống của phố cổ Hà Nội như Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ, không gian bích họa phố Phùng Hưng. Trong khi đó, xuân ấm áp, Tết yêu thương là chủ đề của chuỗi các hoạt động do thành phố Hội An, Quảng Nam dự kiến tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chương trình sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Theo đó, vào tối ngày 30 tháng 1, thành phố sẽ tổ chức chương trình giao lưu tri ân tuyến đầu chống dịch tại Công viên Văn hóa Hội An để cùng nhìn lại công tác phòng chống dịch COVID-19 và vinh danh những người hùng tuyến đầu đã không ngại khó khăn, nguy cơ dịch bệnh, luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong khoảng thời gian vừa qua. Từ mùng 4 Tết, chương trình Về phố hội Du Xuân sẽ khởi động chào đón những du khách đến Hội An trong dịp năm mới với các hoạt động như nguyện ước đầu năm, áo dài xuống phố, chương trình tham quan liên kết các điểm đến, giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần như chợ hoa xuân, phục dựng cây nêu, triển lãm ảnh Xuân đất Quảng, giao lưu các câu lạc bộ võ thuật thành phố Hội An, hội diễn thể dục dưỡng sinh Hội An mở rộng năm 2022. Xin được chuyển sang thông tin khác. Đoàn công tác liên bộ gồm Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 3 chợ đầu mối trên địa bàn thành phố để lên phương án lập trạm trung chuyển, đưa hàng hóa về cung cấp cho thành phố. Ghi nhanh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức hiện đã tổ chức trạm trung chuyển để các tỉnh đưa hàng hóa về cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm, nhưng lượng hàng về qua trạm chỉ đạt khoảng 50 tấn một ngày đêm vì nhiều khó khăn từ phía lưu thông vận chuyển. Chúng tôi cũng đã có ý kiến và cũng đồng thuận với thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào cái tình hình thực tế và nhất là những cái địa điểm mà chúng tôi đã đi khảo sát để có thể sớm có cái việc là mở ra các cái địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa này. Đoàn công tác cho rằng ở thời điểm này, khi chưa tổ chức vận hành các chợ thì việc lập các trạm trung chuyển làm nơi để hàng cập bến, phân phối hàng hóa về các điểm bán nhỏ lẻ là giải pháp thay thế hiệu quả. Qua khảo sát thực tế, cả 3 chợ đầu mối đều đảm bảo các yêu cầu để triển khai điểm trung chuyển, nhưng cũng cần phải tính toán kỹ càng, đảm bảo nhân lực, vật lực, vận hành hiệu quả, an toàn. Chúng ta không có đặt về cái phần lợi nhuận ở đây, mà làm sao mà các cái điều kiện 3 tại chỗ đó, thương nhân, cùng với các công ty chợ thực hiện được thì là chúng tôi thực hiện thôi. Ban quản lý các chợ đầu mối cũng kiến nghị được tổ chức xét nghiệm nhanh tại chỗ cho các tài xế và phụ xe để chủ động trong công tác vận chuyển, phân phối hàng hóa. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp để triển khai cùng với các chợ. Đồng bào Tờ Rin ở hai thôn Gia Lố, Gia Rích, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa theo phong tục cứ hạt lúa vào đất. Nhờ sương trời gió núi, những giống lúa vươn mình nảy mầm xanh rồi đâm bông kết thành những hạt ngọc to, chắc nịch. Khi nấu chín có mùi thơm đặc trưng đại ngàn. Đồng bào gọi đó là lúa rẫy. Đằng sau những cây lúa rẫy là một bề dày bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc trưng địa hình Giang Ly nhiều đồi dốc, do đó ngoài trồng cây giữ rừng như keo, hàng năm người đồng bào Tờ Rin còn kết hợp trồng keo và lúa. Năm 2021, xã Giang Ly có khoảng 32 hectare lúa rẫy. Diện tích trồng lúa biến động theo từng năm bởi tập quán trồng trọt của đồng bào. Mỗi năm lúa rẫy chỉ được trồng đúng một mùa vụ từ tháng 6 đến tháng 12 hoặc sớm hơn từ tháng 5 đến tháng 11. Vào đầu mùa vụ, đồng bào chọn những con đồi thoải vừa dốc, kết hợp trồng lúa rẫy khi cây keo còn thấp. Khi mưa xuống, đất mềm và tơi hơn, bà con lấy những hạt lúa giống đã tuyển chọn gieo vào đất. Trồng lúa như là keo. Nhưng như mình thu hoạch keo xong thì mình có thể tận dụng mình trồng lúa. Rồi sau đó keo nó mọc nó lên cao thì mình không trồng lúa được. Vụ lúa rẫy của đồng bào Tờ Rin năm nay được mùa. Cùng với gạo giữ rừng, gạo hỗ trợ của nhà nước,
bà con nơi đây đã không còn lo cái đói, đặc biệt là những ngày giáp hạt. Khoảng 6-7 tháng gì đó, nếu mà ít người thì được năm. Một năm ăn là đủ tới năm mới, rồi trồng lúa mới là hết. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Giang Ly sẽ phổ biến những kiến thức, kỹ thuật canh tác mới, phù hợp để năng suất lúa được cao hơn. Trong tương lai, với tiềm năng về du lịch khám phá vẻ đẹp thiên nhiên đồi núi, địa phương sẽ tích cực đề xuất với chính quyền các cấp, cần có cơ chế phù hợp, tích cực nghiên cứu, lập đề án gắn sản xuất lúa rẫy với phát triển du lịch cộng đồng. Để ăn thôi, để ăn để mà giáp mùa luôn á. Nhưng mà đó là mình cũng có một cái định hướng như vậy cho dân mình trong tương lai, trong thời gian sau này đó. Nếu mà hình thành lên khu du lịch mà toàn bộ á, mình định hướng cho người dân phát triển cũng như là nhiều và hơn nữa. Trước thực tế, diện tích trồng lúa đã nhường lại cho nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Giang Ly khuyến khích người dân cố gắng giữ gìn bản sắc, phong tục truyền thống tốt đẹp từ xa xưa của đồng bào mình, để trong những ngày lễ quan trọng trong năm như lễ ăn đầu lúa mới, lễ bỏ mả, lễ báo hiếu, cùng các lễ vật thường cúng dâng các vị thần là gà, vịt, heo, và không thể thiếu hạt cơm lúa rẫy, rượu cần làm từ lúa rẫy.